Hello, mọi người. Tới đây nè. Sao vậy? Lại đây giúp nè. Hello, mọi người nha. Sau 2 ngày được up, sau sinh nhật 2 ngày được up thì bây giờ Trinh đã tỉnh táo rồi đây. Hello Văn Nguyễn, hello Hằng Daddy, hello Toàn Đòn, hello Trương Thị Minh Thư, hello Nguyễn Trung Tính, hello Nguyễn Thị Xuân Kiều, hello mọi người. Dạo gần đây thì Trinh đi event thì mọi người hay bình luận chê là Trinh dạo này không có được trắng như lúc trước nữa, không có trắng sáng nhất trong cái buổi tiệc đó nữa, kiểu mà nguyên dàn chụp chung với nhau á. Thì thật sự là mọi người cũng biết là sau khi bộ phim chị em sau khi hoàn thành xong 2 tháng trời bộ phim chị em hai thì Trinh cũng đã đi dành thời gian đi qua YouTube là đi Nha Trang nè, rồi đi Phuket nè, thì Trinh phơi nắng rất là nhiều cho nên là không thể nào Trinh giữ được một cái làn da trắng sáng giống như trước giờ được. Nhưng mà cũng hên cho Trinh là may cho Trinh là Trinh có được em Diamond White Day and Night cho nên là làn da của Trinh cũng được cứu vớt phần nào, và đến hôm nay thì Trinh cũng đã sử dụng em nó được hơn 1 tháng rồi cho nên là da của Trinh thì mọi người nhìn đi cũng ổn hơn rồi đúng không? Gần đây nhất là buổi sinh nhật của Trinh đó thì mọi người cũng thấy là da của Trinh cũng đã trở lại phần nào rồi đúng không? Thật ra nếu như mà Trinh không có đi tính chất công việc của Trinh không có đi ra nắng nhiều á thì da Trinh cũng sẽ trắng sáng lại thôi, nhưng mà do là Trinh đi nắng cũng hơi nhiều, chụp hình ngoài nắng ngoài trời cũng hơi nhiều cho nên là cái việc là da của Trinh không có được trắng sáng giống như hồi xưa thì tất nhiên là điều đó là điều tất nhiên rồi. Khi mà bạn dùng một cái sản phẩm dưỡng dưỡng da hay là một sản phẩm uống gì cũng vậy mà bạn cứ đi phơi nắng ở ngoài á thì chắc chắn nó sẽ không làn da của bạn sẽ không bao giờ trắng như vậy hoài được. Nói chung là cho dù mình sử dụng bất kỳ cái sản phẩm gì thì mình cũng phải là kiêng cữ nắng nè, rồi mình tẩy tế bào chết nè, rồi mình chăm mình dưỡng da mình thì da của mình nó mới đẹp lên được. Chứ nếu như bạn xài sản phẩm, bạn uống sản phẩm mà bạn cứ đem da bạn đi phơi ngoài nắng thì chắc chắn bản thân của mình cũng sẽ không có một cái làn da trắng như mình mong muốn được. Hút nè, hút nè. Đấy. Đây nè. Đây này, uống xong lại đây. Đó cho nên là nếu như mà thời gian sắp tới Trinh không có đi ngoài nắng nhiều và kèm theo là sử dụng cái phiên bản nâng cấp này nữa thì Trinh nghĩ là da của Trinh sẽ trắng sáng lại thôi. Nhưng mà Trinh được một cái là Trinh thấy da của Trinh bây giờ là khỏe nha, và Trinh thích nhất bây giờ là da của mình được khỏe, nhìn kiểu nó mướt mát á, nó kiểu như là nó không có bị khô á. Nếu như da các bạn bị khô mà dù cho da các bạn có trắng hay là ngâm mà dù da bị khô là nhìn nó không có đẹp. Đó cho nên bây giờ Trinh rất thích làn da khỏe của mình. Đi phơi nắng thì mình sẽ dưỡng da sao lại thôi. Chào Huỳnh Hoàng nha. Chào trời nhiều nhiều bạn quá, nhiều bạn quá vậy, nhiều bạn quá. Chào Sơn Trung Nguyễn nha. Không, dạo này là không có được trắng như lúc trước rồi đó, tại vì đi phơi nhiều quá đi và cũng đọc được rất là nhiều bình luận của các bạn thì Trinh cũng công nhận điều đó luôn. Nguyễn chị Trinh ơi, chúc chị sinh nhật vui vẻ luôn, xinh đẹp thành công nha. Cảm ơn em. Rồi sau đó là em mượn 10 triệu á. Đó, rồi với lại sau cái buổi event Diamond White ra mắt em Diamond White Day and Night á thì Trinh cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn cho nên là hôm nay Trinh livestream để chia sẻ về em nó luôn. Cho nên là hôm nay các bạn có câu hỏi gì về em nó thì cứ hỏi luôn nha. Đúng rồi, bé heo là cháu của chị nha mọi người nha, chứ không phải là con rơi con rớt gì của chị đâu nha. Đọc được rất là nhiều bình luận của các bạn nói là hình như bé này là con của Ngọc Trinh đó nhưng mà giấu. Bé heo là cháu của Trinh nha mọi người nha, chứ không phải là con rơi con rớt gì đâu. Hôm nay là mọi người có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha. Chờ mọi người vào đông chút xíu nữa thì mình chia sẻ nữa nha.
À, Trinh mới vừa quay tập đập hộp quà sinh nhật á, sẽ được phát trên YouTube vào ngày 7 tháng 10 này. Và hôm đó cũng có hậu trường ngày sinh nhật của Trinh luôn. Cho nên là mọi người đón xem nha. Trời ơi. Con gì? Má mấy anh vô nhận bừa ghê luôn á. Rồi bây giờ Trinh chia sẻ về em nói nha. Đây đây em đây, mình quay đây and Night này đây đó, nhờ em này mà gia Trinh được cứu vớt lại phần nào á nha mọi người nha. Trinh nói luôn, khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm như thế này á thì các bạn nên nhớ là mình phải cộng thêm cái việc là dưỡng da nha, ít ra nắng một xíu, mặc dù trong em nó có chất chống nắng nội sinh nhưng mà mình cũng phải giữ da của mình nữa, chứ không phải là mình dùng cái sản phẩm kem chống nắng hoặc là sữa chống nắng hoặc là thuốc uống có chống nắng rồi mình cứ phơi ra, tại vì những cái sản phẩm này nó chỉ giúp cho mình đỡ đỡ đi cái phần nào của sự ăn nắng thôi, chứ không phải là sử dụng là sẽ không bị nha mọi người nha. Đó đây, Trinh nghĩ là trên fanpage của Trinh là Trinh cũng có đăng rất là nhiều clip về 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 em này rồi, nên là các bạn nào mà muốn biết rõ hơn thì có thể hôm nay không có thời gian xem thì có thể là xem lại những cái clip đó nha. Đó. Đây nha, đây em đang mình quay này, công dụng chính của em nó là làm trắng da, làm trắng da sâu từ bên trong nha mọi người nha, sâu từ bên trong. Ngoài ra thì điều đặc biệt mà mọi người sẽ thấy được khi mà dùng em nó sau khoảng 25 ngày á là thấy da của mình sẽ khỏe hơn nè, ẩm ướt ẩm hơn nè, láng mịn hơn nè, nói chung là nhìn mịn màng mướt mát hơn á. Đó, mà công dụng chính của em nó là làm trắng, giúp cho da, cung cấp độ ẩm cho da nè, giúp cho da mình giảm những cái sạm nám tàn nhang. Đó, với lại là có chất chống nắng nội sinh nha mọi người nha. Còn đây, đây là cái em đây mình quay ngày nha. Đó, cái này thì mình uống một ngày một viên. Hồi xưa so với cái loại mà Diamond White cũ á, thì một ngày thì Trinh uống một lần 2 viên luôn. Thật ra lúc trước là anh uống sáng 1 viên, tối 1 viên, nhưng mà cái loại đó thì mình uống có thể một một ngày mình một lần mình uống 2 viên cùng lúc cũng được, để tránh cái tình trạng là mình quên. Còn đối với em sản phẩm này á thì mình phải uống đúng như mọi người nha. Buổi sáng là mình uống 1 viên, buổi tối mình uống 1 viên. Và công dụng chính của em Diamond White ngày này á là em nó có, thường thường dưỡng da là mình có 3 bước đúng không? Bước làm sạch nè, rồi bước chống nắng nè, rồi tới bước dưỡng. Thì em này á là nằm ở cái bước chống nắng và bước dưỡng nha mọi người nha. Đó, Trinh dễ thương, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn Ngọc Bích, cảm ơn bạn tên tiếng Anh mình khó đọc quá bạn ơi. Kiều Kiều lấy thêm cho chị cái điện thoại iPhone đi. Để em giường á. Nè 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 kia. Lấy đây, lấy đây. Nhìn gì kêu lại đây ngồi chơi với Út không chịu kìa ha kìa. Không chịu lại đây ngồi đây chơi với Út. Rồi thôi được rồi em, được rồi. Ủa nãy chị nói tới đâu nha, mình nói cái này tới đâu rồi ta? À mình nói tới là em nói là có bước dưỡng, bước bước chống nắng và bước dưỡng đúng không? Và trong em nó thì có cái gì ta? Để chị đọc lại coi. Cái gì là nu nutrosun hả? Cái này thì chị đọc hơi hơi bị yếu nha. Có cái tinh chất là Nutrasun nè đó, rồi có chiết xuất của ô liu nữa nè nghe mọi người nha. Đó, còn trong cái ủa đâu rồi ta, ủa sao như cái tờ này. Trong cái miếng mà gửi cho khách là có. À đúng rồi. Đó, ví dụ trong cái hộp này á là mình không có cái hướng dẫn cái cẩm nang này nha mọi người nha. Trong cái hộp này khi mà các bạn mua á, thì sẽ gửi thêm một cái cẩm nang này kèm theo đó luôn. Và trong cái hộp này thì Trinh chia sẻ lại nha, là có cái ngày nè. Có cái đây mình
ngày nè và đêm, và cái này đêm. À còn một cái điều này nha, còn còn một cái điều này là Trinh nghĩ là chỉ có bên GHB có thôi á, đó chính là cái phiếu cam kết. Nếu như mà sau khi sử dụng 25 ngày phiếu hoàn tiền chứ, phiếu hoàn tiền sau khi sử dụng cải thiện, sau khi sử dụng 25 ngày mà không có sự cải thiện á, thì bên Trinh sẽ hoàn tiền lại 100%. Đó, cái điều này là cái điều mà Trinh nghĩ là chỉ có GHB mới có thôi. Và đây là cái điều cam kết cho khách hàng để khi mà khách hàng mua, khách hàng cảm thấy là mình có cái niềm tin về uy tín cũng như là chất lượng của sản phẩm. Và kèm theo đó nữa là một cái phiếu cam kết. Cái này thì ở cái Diamond White cũ cũng đã có rồi nha. Còn cái này là cái phiếu hoàn tiền, này là cái phiếu cam kết hoàn tiền, này là cái mới của phiên bản này. Còn cái phiếu cam kết 100 triệu đồng này đó là cam kết trong sản phẩm không có chất cấm nha mọi người nha. Không có chất cấm, không có một cái chất gì ảnh hưởng tới sức khỏe hết. Đây là hai cái điều mà Trinh nghĩ là chỉ có GHB mới dám làm điều này thôi. Trinh chưa thấy một nhãn hàng nào có một cái phiếu cam kết hoàn tiền khi mà mình sử dụng mà mình không có đem lại cái sự cải thiện, cái kết quả như lời Trinh nói á. Không có nha bạn ơi, không có nha. Giải pháp môi trường ngày 2 viên vẽ, 1 viên vào đây nào. Đúng rồi, nhờ cái em Diamond White này á. Nếu như không có đem Diamond White này thì thật sự là sau khi bộ phim đóng xong, rồi sau khi đi Phú Quốc với Nha Trang thì da của Trinh không thể nào mà phục hồi nhanh tới mức độ như vậy được. Phải nhờ những cái sản phẩm này rất là nhiều, nhờ sản phẩm em Diamond White này rất là nhiều. Cô Út miền Tây, cảm ơn chị Song Thương nha. Rồi bây giờ mình tiếp nha. Còn đây là em sản phẩm Diamond White này. Bữa nay mình uống chưa ta, không nhớ, hình như là chưa uống á, cho nên là chắc uống luôn. Khui hộp mới luôn. Thật ra nếu như mà các bạn nào mà mình hay quên á thì mình nên để lịch nhắc trong điện thoại của mình á. Thường là buổi sáng Trinh sẽ không hay quên đâu, thường nếu mà hay quên á là hay quên buổi tối. Đúng rồi, loại này là phiên bản cao cấp luôn của em Diamond White cũ nha mọi người nha. Cái này thì nó trắng vượt trội hơn so với phiên bản cũ. Và nó giúp da của mình nhanh phục hồi hơn nữa. Mình sẽ mau trắng hơn, mau đẹp hơn, mau phục hồi hơn. Đâu vậy ha? Đâu vậy? Lại đây hả? Lại đây chào mọi người hả? Nè con lại đây nè, Út đang live stream nè. Lại đây nè, lại đây ngồi chào mọi người đi. Bỏ dép ra. Bỏ dép ra đứng sau lưng nè. Đứng đây nè, rồi con chào mọi người đi. Con đứng đây nè, con đứng sau lưng con mới thấy con được. Đây nè, đó kia mắc cỡ kìa, chào mọi người đi kìa. Mặc quá đồ sexy. Chào mọi người thì con phải xây nhau, con chào mọi người chứ, con chào mọi người. Con chào đi, con chào hai tay đàng hoàng. Con chào mọi người đi để Út làm việc tiếp nè. Con chào mọi người đi, nhanh nè. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào đi. Chào mọi người. Chào mọi người, con là He nè. He này cũng da ngâm nha, lớn lên cho xài Diamond White nha. Rồi đứng dậy cho Út nè. Đứng dậy cho Út. Đây đứng dậy cho Út nè, nhanh lên. Đứng dậy cho Út nè. Ừ. Đây nha, rồi bây giờ Trinh nói tiếp tới cái em Diamond White Nai này nha. Trong em này á, thì có một cái chiết xuất từ trái táo thụy sĩ. Mà trái táo này rất là hiếm nha mọi người nha, rất là hiếm và rất là quý. Và trong cái trái táo này là nó có... trong cái tinh chất trái táo này thì nó có chất chống oxy hóa nè, làm chậm cái chế độ lão hóa của da mình nè, giúp cho da mình cải thiện và bật tông lên rất là nhanh. Đâu để Trinh coi. Nó phục hồi cho da của mình nè, rồi tăng cường hệ miễn dịch nè, làm chậm cái quá trình lão hóa của da. Rồi tiếp theo là có một cái chiết xuất yến
có một cái chiếc sức nữa là Yến. Nói chung trong cái cuốn cẩm nang này nè sẽ đừng có đụng vô điện thoại của Út, quýnh chết nha, đánh đòn không nha. Không có được đụng vô đồ của Út nha, không có lại đụng vô điện thoại nha. Út đang làm việc mà, Út đang live stream với mọi người mà. Xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Rồi con lại đó con nằm với cô Kiều đi. Con lại đó con nằm với cô Kiều đi nha. Trời ơi, nãy dám lại bấm điện thoại này. Con mà bấm cái nút kết thúc cái là chết luôn á. Là Út giận con 3 ngày không nói chuyện luôn á. Đó nha mọi người, trong cái cuốn cẩm nang này nè thì nó có hết tất cả những cái công dụng nè, hướng dẫn nè, cũng như là tất cả những cái chiết xuất của hai của Diamond White ngày và đêm luôn nha cả nhà nha. Thì có nhiều bạn hỏi Trinh đó là tại sao không lấy Yến ở Việt Nam. Thì Trinh phải khẳng định một điều là nếu mà so với Yến thô á thì ở Việt Nam cũng là Yến ở Việt Nam của mình là nhất. Nhưng mà vì mình phải lấy cái tinh chất, mình phải lấy cái tinh chất của Yến thì bắt buộc là công ty của Trinh phải dùng cái công nghệ của bên Nhật, tại vì bên Nhật mới có cái công nghệ đó, cho nên là phải nhập nguyên liệu, lấy cái tinh chất đó từ bên Nhật đó để cho vào cái em này đó, nó là vậy đó. Đó cho nên là các bạn sẽ có được một bộ đôi ngày và đêm với những cái tinh chất rất là cao cấp nha. Cho nên là bạn nào mà đang có tình trạng da xấu nè, bị khô nè, nói chung là muốn trắng lên nè thì cứ mua sản phẩm Diamond White Day and Night về sử dụng là sẽ thấy được kết quả sau 25 ngày. Và nếu như các bạn không thấy là không như lời Trinh nói, không được cải thiện thì sẽ có một cái phiếu cam kết hoàn tiền 100% cho các bạn nha. Rồi nếu như các bạn đang cả không biết là sản phẩm bên GHB bên Trinh nói có những cái chất cấm, có những cái chất cấm hay là những cái chất độc hại gì không thì đây nha, đây là cái phiếu cam kết 100 triệu đồng nếu như các bạn phát hiện trong sản phẩm bên GHB của bên Trinh có những cái chất cấm, có những cái chất mà gây hại cho sức khỏe. Là nó giận ha, là cái ngồi với tôi khác liền ha. Đó, giá của em nó là 1.980.000 nha cả nhà. Phải anh ta chỉ nhớ đúng không vợ? 1.890.000. 1.980.000. 1.890.000 nha cả nhà nha. Đó là bộ đôi này. Và một liệu trình của em này là 3 tháng. Coi như là các bạn là mua 3 hộp đó là các bạn sử dụng được trong 3 tháng. Và mỗi một hộp như thế này là chứa 30 viên nha. Chứ nghĩ thì nếu mà so với một liệu trình 1.890.000 nhân 3 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu hả ta? 3 hộp là nhiêu Kiều? Em cộng em cũng như là 4 triệu mấy, 5 triệu á. Thì so với cái việc là mình vừa làm trắng nè, vừa chống lão hóa nè, 6-70. Đó là có 5 triệu mấy thôi. So với cái việc là mình phải đi nâng cấp làn da của mình ở một cái spa hay là một cái thẩm mỹ viện nào đó thì Trinh nghĩ là giá này là rất là ổn luôn á, là ok á. Bao nhiêu tiền vậy Trinh? Dạ em vừa mới nói đó chị. Một hộp như thế này là 1.890.000 nha. Đó, hiện tại thì sản phẩm Diamond White Day and Night đã được bán trên tất cả các hệ thống của GHB rồi, hoặc là các bạn có thể mua ngay trên cái fanpage của Trinh cũng được nữa. Bao nhiêu tuổi uống được vậy chị? 18 tuổi là uống được rồi nha. 18 tuổi thì uống được rồi nha em nha. Trời đập nhóng kịp luôn á. Trời đập không kịp luôn Kiều ơi. Nói chung là sản phẩm này đã được bán trên 64 tỉnh thành, nói chung là bán khắp nơi Việt Nam luôn rồi đó, và cả trên 25 quốc gia nữa. Cho nên là, nhưng mà Trinh nghĩ là cái nhu cầu người mua cũng rất là lớn, cho nên là bạn nào muốn sở hữu sản phẩm hoặc là muốn phân phối thì các bạn cứ liên hệ với fanpage của Trinh hoặc là liên hệ với fanpage của GHB nha.
Và còn một điều này nữa Trinh muốn nhắc các bạn là khi mà các bạn mua 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 sản phẩm á, là bên Trinh không có giảm giá, không có giảm giảm giá, các bạn phải mua đúng cái giá niêm yết này thì bên Trinh mới chịu mới mới chịu hoàn toàn trách nhiệm, mới chịu hoàn toàn trách nhiệm những cái sản phẩm mà giống như là nếu như các bạn mua những cái sản phẩm mà rẻ hơn á thì các bạn là sẽ bị mua hàng nhái nha, tại vì bên Trinh không bao giờ giảm, bên GHB không bao giờ giảm giá những cái sản phẩm hết trơn á. Chỉ có những cái chương trình khuyến mãi là ví dụ như mua cái này tặng cái kia thôi, chứ chưa bao giờ là giảm giá sản phẩm xuống. Cho nên là nếu như các bạn mua bất kỳ ở nơi đâu với cái giá không có đúng giá niêm yết á thì bên Trinh sẽ không chịu trách nhiệm nha. Đó, quá trời bảo đơn rồi nãy không? Bảo đơn cái gì? Bảo đơn gì? Nè, tức like đó, bay quá trời tin nhắn kéo nè. Vậy hả? Quá trời luôn. Ê, Chốt chương trình khuyến mãi đi. Chương trình khuyến mãi vậy rồi có khi nào mình có nên khuyến mãi gì thêm không ta để ủng hộ cho các bạn ủng hộ Để đây chương mình trình qua quá khuyến trời mãi nè. đi chị, cho em bán được coi. Ô đâu rồi. La bả cái ba ngồi đó ba buồn hiu kìa. Thôi giờ không la he nữa, giờ thương he nè. Để đây ngồi với Út nè he. He. Sao giận Út hả? Tám thì gửi Trời cho ơi, mặc cái đồ lộ tụt cái vú luôn rồi. Kéo lên. tám thì gửi rồi, tới giờ vô chuồng rồi đó. La bả cái ba ngồi góc cái mặt buồn hiu luôn. À chương trình khuyến mãi thì để khuyến mãi cho các bạn ủng hộ cái việc đây mình qua đây này thì xin nghĩ là mình khuyến mãi gì để ta khuyến mãi gì bây giờ Collagen đi. collagen thạch giảm cân đó hả với lại Collagen là học tập giảm cân Nhật Bản. thạch giảm cân giảm hả Chơi cái đó đi. chơi cái đó hả Cái bây đó giờ bên Trinh giá có hai loại đúng không, mình có hai loại thạch collagen giảm cân Rồi, thật Collagen Nhật Bản và thạch collagen Nhật Bản thì giá đang là nhiêu ta, 2.890.000 đó. hai bao nhiêu, 2.890.000. 2.890.000 thì Một hộp đó nha. hả Một hộp 2.890.000. một hộp 2.890.000 thì Trinh nghĩ là bây giờ giảm xuống dưới 1 triệu được không, trời giảm hơi sốc nha, giảm hơi sốc ha mọi người ơi. Bây giờ Trinh quyết định nha, chương trình giảm giá sẽ tính từ chương trình giảm giá cho thạch collagen giảm cân và thạch Nhật Bản tính từ hôm nay cho tới hết 30 tháng 10 đi, tại vì cũng sắp 20 tháng 10 rồi, cũng tới sắp sắp tới ngày phụ nữ rồi nên là các anh chắc cũng cần mua quà tặng cho các chị, cho nên là sẽ giảm giá từ giá thì quên hoài à. 2.890.000 Một một hộp hộp. 2.890.000 giảm còn 900 890 đi. 990 hả? Ok bớt 10.000, bớt 1 triệu, bớt 10.000. 990 nha mọi người nha. Chính nhắc lại nha, chương trình giảm giá cho thạch collagen, sao vậy con nói gì vậy, chương trình giảm giá cho thạch collagen tính từ hôm nay cho đến hết 30 tháng 10 sẽ giảm một hộp là 2 triệu 890 sẽ giảm còn 990.000. 890. Ok sập quá hả, rồi có nào giảm vậy, rồi hồi Thấy cúp cúp hàng lên luôn cúp á. livestream tắt livestream xong rồi các bạn trong công ty lại ấy không ta. Không, cháy hàng chuyến này. Giảm vậy ok không mọi người ơi. Sao mọi người còn câu hỏi nào dành cho Trinh nữa không? Ha ha con nhìn kìa, ai à, ai à, thôi chương trình khuyến mãi nãy giờ nhắc nhiều rồi. Ha, nhắc lại chương trình khuyến mãi cho Út đi ha. con nói đây con nói từ từ đây con nói theo đi Ha. bà Chào mọi người đi. Con chào mọi người đi. còn ngủ quá chị. Con chào đi.
Tính ra con chào đi nha. Nè, con chào đi, con chào mọi người đi. Tắt cái đó, tắt thì 9 giờ ngủ đó. Đi đâu ai cũng nói mặt giống, bây giờ thêm tính cách cũng giống. Rồi, bây giờ Trinh nhắc lại nha. Ồ, ồ dạ. Rồi, bây giờ Trinh nhắc lại nha. Em đây mình qua một hộp như thế này á, là có giá là 1 triệu. Quên hoài à, tại vì 1.890.000 với lại là 1.980.000 á. Trinh sẽ hay bị lộn những cái đó. Đây, một hộp Diamond White Day and Night phiên bản mới nhất. À, có giá là 1.890.000. À, một hộp như vậy á, một hộp như vậy á là có em hai em này ngày và đêm nha, và các bạn phải mua đúng giá niêm yết của công ty nha. Nếu như các bạn mua những cái hàng không phải là của chính gốc của công ty á, thì bên Trinh sẽ hoàn toàn không có chịu trách nhiệm gì về sản phẩm, giống như là ở sản phẩm có cái này có cái kia thì bên Trinh sẽ không chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó đó. Và khi các bạn mua sản phẩm em đây mình quay này thì sẽ các bạn sẽ có được hai cái phiếu, một cái phiếu cam kết và một cái phiếu hoàn tiền. Phiếu cam kết này là sẽ giống đợt trước nè, à, giống như cái em Diamond White cũ nè. Nếu như các bạn phát hiện được trong sản phẩm Diamond White của bên GHB, bên Trinh có những cái thành phần độc hại, gây hại cho sức khỏe, thì các bạn sẽ được đền 100 triệu đồng. Còn đây là phiếu cam kết hoàn tiền 100%. Nếu như sau 25 ngày sử dụng mà các bạn cảm thấy là không cải thiện cho làn da của các bạn nha. Đó, đây là cái điều mà Trinh chưa thấy một nhãn hàng nào làm hết. Đó, GHB rất là tự tin về sản phẩm thì mới dám làm cái điều này đối với khách hàng của mình. Và thật ra thì cũng cho khách hàng của mình có một cái niềm tin và có một cái sự hài lòng tuyệt đối thôi. Trinh cũng vậy, nếu như Trinh đi mua hàng mà có được hai cái phiếu này á, chắc là Trinh kiểu như mình mua thì tâm lý mình cũng sẽ ok hơn á. Và Trinh cũng nhắc lại luôn nha, khi mà các bạn dùng sản phẩm uống trắng da, và trong cái sản phẩm Diamond White này có cái chất chống nắng nội sinh, nhưng mà các bạn cũng phải là dưỡng da nha, cũng phải là kiêng kỵ đi nắng, chứ không phải là mình nghĩ là nó có chất chống nắng xong rồi mình cứ đem da của mình ra phơi nắng thì cả đời luôn các bạn cũng sẽ không có nổi một làn da trắng đâu đó. Nói gì ha, nói gì gấu vậy ha, sắp tới giờ vô chuồng lên cái mặt vậy đó. Rồi các bạn còn anh Yến ơi, nếu như mà em muốn mua thì sản phẩm đây mình qua đã có bán rất nhiều trên hệ thống chính thống của GHB rồi, còn không thì em cứ nhắn tin về fanpage này của chị nha, thì sẽ có các bạn nhân viên sẽ trả lời nha, hoặc là em cứ vào thẳng bay của Diamond White. Nói chung Trinh là người đầu tiên được sử dụng em nó, nhưng mà Trinh cũng rất là bất ngờ về hiệu quả cũng như là kết quả của em nó. Và kết quả mà các bạn dễ nhìn thấy bằng mắt thường nhất đó nha, là khi mà các bạn sử dụng khoảng 2 tuần. Tại vì thường kiểu cơ địa, mọi người có những cái thuốc cơ địa của người này á, thì sẽ hợp nhanh, có những cái thuốc cơ địa của người khác thì nó sẽ chậm hơn. Thì theo Trinh nhận thấy là làn da của mình nó sẽ được, mình nhìn thấy bằng mắt thường là làn da của mình sẽ được mềm mịn hơn, nó mướt hơn á mọi người. Đó. Còn để kết hợp cho nó trắng sáng và bật tông lên nhiều á, thì mình phải kết hợp với cái việc là mình tẩy da chết nè, xong rồi mình phải kiêng kỵ đi nắng nha, chứ nhắc lại nha. Điều mà Trinh cảm nhận rõ nhất của em nó là giúp cho da của mình cực kỳ khỏe. Da của mình khỏe lên, mềm mịn hẳn ra, nhìn rất là mướt mát á. Từ đây tới cuối năm mình có đi nhiều không ta? Từ đây tới cuối năm không biết là có phải đi nhiều không, chưa có kế hoạch đi nhiều. Công việc thì nhiều mà đi ra nắng nhiều cũng chưa. Trinh nghĩ là nếu mà Trinh không đi đóng phim hoặc là không có đi quay YouTube ngoài nắng phơi quá nhiều á, thì da của Trinh sẽ trở lại trắng giống như lúc trước. Còn nếu như thật ra mà Trinh cứ đi phơi vậy hoài thì Trinh thật ra thì có dùng đi chăng nữa thì Trinh cũng sẽ không thể nào mà trắng nổi giống như lúc trước được. Nhưng mà cũng phải dùng mọi người ạ. Tại vì mình đi phơi thì da mình nó không có được trắng như lúc trước, nhưng mà nó giúp da mình khỏe.
và đỡ hơn, nếu như không dùng nó còn ghê hơn nữa. Rồi mọi người còn câu hỏi nào đặt cho Trinh không? Nếu mà không còn thì Trinh kết thúc đó nha. À, bộ phim Chị Em Em hả? Bộ phim Chị Em Em 2 thì sẽ được ra mắt vào mùng 1 Tết năm nay nha mọi người nha. Và hôm bữa thì Trinh cũng có được đi coi bản dựng sơ sơ rồi, nhưng mà Trinh nghĩ là Trinh sẽ không đi coi nữa đâu, để giữ cảm xúc cho ngày ra mắt. À, Trinh nhắc lại chương trình khuyến mãi nha mọi người nha. Chương trình khuyến mãi của mình là khi mà các bạn mua thạch collagen giảm cân và thạch collagen Nhật Bản thì các bạn sẽ được mua với giá là cực kỳ sốc luôn. Hiện tại thạch collagen có giá một hộp là, 2.890. đó thấy chưa, 2.890, sẽ giảm xuống còn 990.000 đó. Cho nên là các bạn tranh thủ mua ngay dịp này nha. Thôi này, con bay mọi người đi nè, con bay mọi người đi, con bay mọi Con người bay đi, cái mặt con ngơ ngơ con lắm bay á. mọi người đi ha. Xuống đây hai con bay mọi người với Út nè, nhanh lên Út Thương, nhanh lên Út Thương nha. Rồi, xuống theo mai ngoan nha, con nít ngoan nha, theo ngoan nha. Đây xuống đây với Út, bye bye mọi người nha, bye bye mọi người. Rồi đi xuống nè, đi xuống đây với Út ngoan nha. Ngày mai đi chơi con ha, ngày mai dành thời gian đi chơi với con, chịu không? Kéo lên, rồi con ngồi lại đây nè, con ngồi đây, con ngồi trong lòng Út nè, con ngồi trong lòng Út nè. Xong rồi mấy bye mọi người nha. Bye bye mọi người, con chúc mọi người ngủ ngon nha. Ừ, nói cho con nói đi. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Nè, nhìn nhìn vô, nhìn vô. Mình chào người ta là mình phải nhìn nhìn thẳng vô nè. Con nhìn vô mọi người nha. Bye bye mọi người. Con nói đi. Bye người. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye, đi gió đi con. Đi gió mọi người đi, hôn đi. Hôn mọi người đi kìa, hôn đi. Hôn đi. Rồi bắn tim sao? Bắn tim. Tạ. Rồi hôn đi. Giỏi quá, bye bye đi con. Bye Cái bye, mẹ bye con mọi người. khác gì? Cũng có son á, à, con chui đẹp không, xinh không đó. Bye bye mọi người đi con. Bye bye mọi này, mọi người đây này, cô Út kéo vào đó, thấy chưa. Bye bye nha. Bye Bye bye. bye. Có sao con nói có Đúng rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở live sao gì? stream sau Có nha. Út có nè. Thôi con đứng lên, con đứng lên, đục đâu mấy nè, con đứng lên. con cái sao bị xíu à? Đúng rồi, rồi con đứng lên đi. Ôi dạ, he nặng quá, đứng lên để Út tắt cái nha. Rồi, giỏi, đứng lên. Rồi, bye bye mọi người nha.